Nội dung này được đồng hành bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền chất lượng nhất tại Việt Nam. Ứng dụng có hàng trăm tựa sách nói bán chạy nhất, cùng nhiều nội dung đọc độc quyền dành cho hội viên. Phonos và Spyroom tặng bạn sách nói, bắt đầu với câu hỏi tại sao ở đường link phonos.vn / Spyroom. Xin chào các bạn, mình là Khánh Linh và đây là bài viết Speak Is This, xu hướng mới của người trẻ dễ kết nối nhưng ngại sâu bồ. Đây là một bài viết của tác giả Ngọc Pi đăng trên spiderroom.com. Và nếu như các bạn đang tò mò về Speak Is This thì ok, bắt đầu bài viết này nhé. Các quán bar theo phong cách Speak Easy thường ẩn mình sâu dưới lớp vỏ ngụy trang bởi ngoại hình của một tiệm cắt tóc, hàng ăn hay cửa hàng thời trang. Khác với sự xô bồ của đời sống về đêm, nightlife, những không gian cột mác Speak Easy mang đến cho con người sự riêng tư với trải nghiệm cá nhân trọn vẹn. Tại sao quán bar lại đi kèm với tính từ Speak Easy? Cụm từ Speak Easy Bar ra đời vào nửa đầu của thế kỷ 20 khi lệnh cấm buôn bán rượu và các đồ uống có cồn của Mỹ được phê duyệt. Vào năm 1919, tu trình án thứ 18 của Hiến pháp Hoa Kỳ đã cấm sản xuất, bán và vận chuyển rượu. Ngay cả trước khi luật này có hiệu lực vào năm 1920, Quốc hội đã thông qua đạo luật Volstead quy định cấm bán đồ uống gây say, được định nghĩa là bất kỳ đồ uống nào có chứa 0,5% cồn trở lên. Tất nhiên, không có luật lệ nào có thể khiến tất cả người Mỹ bỏ rượu và trở thành những người kiêng rượu hoàn toàn, teetotalers. Thay vào đó, dường như lệnh cấm này chỉ thúc đẩy thêm việc tiêu thụ rượu một cách ngấm ngầm mà thôi. Hàng triệu người ở các thị trấn nhỏ và thành phố lớn chìm đắm tại những quán rượu và quán bar bí mật được gọi là speakeasies. Mặc dù nguồn gốc chính xác của thuật ngữ này vẫn chưa được biết, nhưng nó có thể đã xuất hiện bởi vì những khách hàng khi muốn tìm đến quán bar đã phải thì thầm vào tai nhau về địa chỉ quán. Bên cạnh đó, cũng có cách hiểu khác về mô hình về cái tên lạ như thế, Speak Easy. Sự hấp dẫn của Speak Easy Bar đến từ quy trình mua hàng kích thích sự tò mò của khách hàng. Bạn có thể sẽ bước qua một tủ sách trượt, mở hàng tá chìa khóa, đọc mật khẩu mới vào được quán. Một số trường hợp quán hoàn toàn có thể từ chối phục vụ để đảm bảo sự an toàn, yên tĩnh tuyệt đối cho thực khách đang có mặt tại quán. Cô đơn và riêng tư, từ khóa khiến Speak Easy nở rộ. Nếu như Millennials được coi là thế hệ lo âu khi đứng trước quá nhiều những thay đổi của xã hội, thì Gen Z phải đối mặt với một vấn đề khác, peer pressure. Trách nhiệm, thành tích và những diễn tiến phức tạp trong xã hội. Millennials và Gen Z căng thẳng giữa xô bồ của cuộc sống hiện đại và muốn thu mình lại trong lớp vỏ nội tâm an toàn. Dần dần hình ảnh về những bar, club với chất kích thích và nhạc Vienna House sập sình bị lu mờ đôi phần bởi sự lên ngôi của những quán bar sang trọng nhẹ nhàng với nhạc jazz hay live music mỗi tối hàng tuần. Người trẻ tìm cho mình một chốn bình lặng, yên ả hơn để xả stress hay tâm sự với bạn bè. Cô đơn và riêng tư là hai từ khóa khiến cho những không gian kín như Speakeasy Bar lên ngôi. Dòng caption, tôi có một nỗi buồn thật đẹp, hay bao nhiêu tiền một mớ bình yên, như động cơ xe đẩy các mô hình Speakeasy lan rộng. Thậm chí, đặc điểm của Speakeasy được áp dụng vào nhiều những mô hình kinh doanh khác nhau như hiệu sách, quán cà phê và được coi là lợi thế cạnh tranh. Từ đó nó thu hút những khách hàng trung thành và tăng sự thân thiết giữa khách hàng và chủ quán. Những người sành cà phê ở Hà Nội chọn đến những coffee shop chỉ mở từ 9 giờ đến 11 giờ sáng để thưởng thức thứ cà phê rang xay thủ công rồi bàn chuyện đời cùng anh chàng pha chế kiêm chủ quán. Gác sách chỉ mở từ 4 giờ đến 6 giờ chiều vì chị chủ quán bảo thích thế. Đi qua một khu chung cư cũ kỹ đầy rêu phong, bước gần đến một gian nhà cửa gỗ xanh thoảng mùi sách cũ, ta thấy thời gian như ngưng đọng trong một không gian phòng yên tĩnh. Điểm chung của những mô hình mang tính từ Speak Easy là quy tắc 3K. Không truyền thông rầm rộ, tiếp thị, câu kéo, PR. Không nhận nhiều khách trong cùng một khung giờ. Khách hàng biết về địa chỉ qua lời giới thiệu của người quen. Trải nghiệm của một con nghiện những Speakeasies. Cảm giác lần đầu đến một mô hình lạ như thế là quê và hào hứng. Mình lần đầu đến một quán Speakeasy Bar tại Hàng Bún qua lời giới thiệu của người anh thân thiết.
Đến đó một mình vào đêm đông năm ngoái, mình đứng trước địa chỉ quán rất lâu mà chỉ nhìn thấy một hàng lẩu hải sản. Đợi 15 phút thì hết kiên nhẫn, quyết định gọi điện hỏi lại anh bạn kia cho chắc. 5 phút sau, có một anh nhân viên quán xuống đón mình và dẫn mình lên căn gác trên tầng 2. Sau khi anh nhân viên nhập mật khẩu rồi mở cửa, mình đã há hốc mồm bởi cách bài trí của quán. Các phòng được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết, tẩu thuốc để ở đâu, chậu cây thế nào, chiếc đèn trên bàn mang thiết kế cổ điển ra sao. Thậm chí, hình ảnh ấn tượng nhất mình bắt gặp phải kể đến một con mannequin mặc chiếc măng tô và cài pin áo sang trọng như những quý tộc Pháp. Thay vì một menu dài dằng dặc với những món đồ uống lạ chẳng biết vị ra sao, quán phục vụ những ly bespoke cocktail theo cảm xúc của người uống. Mình không uống được rượu nên yêu cầu một ly phải vừa ngọt ngào, béo ngậy nhưng vẫn phải có tí men cho vui. Tự đặt cho cốc rượu đó một cái tên ngay chẳng liên quan, Tipsy Lovely Night. Nhưng chẳng sao, vì mình thích và ly đó dành riêng cho mình. Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể gọi một ly classic như là Godfather hay Penicillin, nhưng với những newbie như mình, tự custom một ly cũng là ý hay. Ngồi một mình tại quán bar nghe thật là thảm hại, nhưng mình nghĩ đó lại là lựa chọn thú vị khi đến Speakeasy Bar. Ngồi một mình tại quầy pha chế đồng nghĩa với việc bạn có cơ hội tiếp xúc gần hơn với những bartender tại quán. Họ sẽ mở ra vô vàn câu chuyện thú vị qua ly rượu cùng bạn. Khi đến quán bar quen thuộc ấy, mình nhìn cuộc đời nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Có khi bên cạnh mình tại quầy sẽ là một người chị đã ngoài 30 nhưng chẳng muốn lấy chồng, thỉnh thoảng đến chém gió với các anh chị em trong quán. Có những vị giảng viên, nhà nghiên cứu đến quán và bàn luận về đôi ba dự án khoa học còn dở dang. Có chàng trai mang laptop chạy deadline trong phòng riêng tại bar. Nếu nói Speakeasy Bar là một thế giới thu nhỏ, mình nghĩ nó sẽ giống một utopia. Thế giới hoàn hảo nơi con người cân bằng mọi thứ và tìm về bản nguyên của chính mình. Ngày nay, nhiều speakeasies vẫn giữ nguyên bản mô hình nguyên thủy của nó, nhưng cũng có những quán bar tự gọi mình là speakeasy vì nó đáp ứng được yếu tố yên tĩnh và bí ẩn. Tuy nhiên, dù là nguyên bản hay dị bản, tôi vẫn thích và đến đó như một thú vui. Dưới đây là 5 speakeasies bạn nên thử ngay và luôn. The Other Room, Those Dancing Days, Dear Catherine, LTAS, Hẻm Chéo, Lapin Chamber Bar. Ký tên Ngọc Phi. Các bạn nghĩ sao về những speakeasies này? Hãy comment phía bên dưới cho bọn mình được biết nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!